Con cũng xin cảm ơn. Trước mắt con cũng xin cảm tạ Chúa. Con cũng xin cảm tạ, cảm ơn cha Tường. Con cũng xin quý các thầy ở đây chữa bệnh. Trước khi á, tôi cũng cảm ơn là lời Chúa đã dạy cho các thầy là điều trị bệnh nhân ở đây, là con cũng rất cảm ơn. Ăn cay có mang hạt giống là yêu thương cho không. Con vô ở đây là được 6-7 ngày rồi mà con thấy con cũng hoang mang, con cũng thấy cũng buồn, con thấy các thầy là con khóc miết. Con nhìn thấy thầy Thanh, thầy Tiến, thầy Quý, thầy Hạnh mà con khóc. Con chỉ biết là thấy là sung dụng mà con chưa thấy sung dụng là gì. Đây là lần đầu tiên có thấy sung dụng. Con xin rất là cảm ơn các thầy ở đây. Thầy rất là cho bệnh nhân, tôi thấy là chữa bệnh nhân mình rất là chú đáo. Cảm ơn các thầy. Tôi cũng xin bên thượng quân mạnh tay lên để giúp đỡ cho các thầy. Các thầy điều trị bệnh nhân để mau bớt bệnh. Mình cứ ăn theo biểu đồ của các thầy dạy, các cha dạy cho mình. Mình về nhà mình khỏe, mình không nên ăn động vật. Mình ăn động vật tôi thấy như người ta có mới 2 tháng, ta chưa cho xuất viện về. Về tôi thấy trong tôi vô bây giờ thấy chết. Tôi thấy cái hình mai táng tôi khóc nữa. Bệnh nhân ở gần quen, đó là mấy người là khám ở dưới đó. Tôi ở đây tôi rất là mừng. Các thầy cũng dựng nên trại để điều trị cho bệnh nhân rất là chủ đạo. Tôi rất là mến. Tôi là hít ăn ăn luôn. Sau rồi thời gian bữa nay cũng vô nhà mới, tôi cũng mừng. Bệnh nhân tôi cũng rất là mừng. Chúa không có bỏ các thầy. Chúa sẽ luôn luôn ở với thầy cho mạnh để giúp đỡ chú đáo cho bệnh nhân bệnh bị ung thư gan. Tôi nói với tôi xin lỗi trước, nhưng tôi nói hơi lâu một tí nha. Tôi đến bệnh nhân tôi là tôi trị từ năm 2012 viêm gan C. Bây giờ tôi trị hết tiền bán đất, bán đai, bán bò, hết tiền không còn một chỗ nào. Trước khi là bị virus xong rồi, thời gian mà bác sĩ Nhung chết đó, tôi không đi khám nữa, nói là ở nhà mỗi lần ta test máu mũi miết, test miết sợ virus chết đó, không có đi khám. Xong rồi thời gian tôi đi khám lại bệnh viện tỉnh, nói là bị ung thư gan xíu. Xong rồi xét tay em ra nó là lành tính, không có sao. Tôi cứ lo là thèm hải sản cứ ăn, thấy bún mâm nêm người ta thấy ngon quá tôi cũng ăn. Không biết thời gian sao bắt đầu tới cái di căn. Tôi đi khám, tôi cũng đi một mình, chồng tôi đâu có lo, tôi chết cũng xong. Xong rồi đi làm giấy tiền tuyến cho tôi đi Chợ Rẫy. Tôi vô Chợ Rẫy xong rồi tôi em ra, xong rồi tôi chụp CT tôi khám. Xong rồi tôi vô để coi kết quả 2 giờ rưỡi chiều. Bác sĩ nói ai nuôi người bệnh nhân Thiên Ca Thao? Dạ có. Bác sĩ, con gái tôi mang bầu to, nó vô không cho tôi biết. Mẹ mày tuổi qua mới 58 tuổi, mẹ mày không có sống tới Tết đâu con. Cho mẹ ăn bồi dưỡng để bà mất. Bây giờ ung thư là hai cái u gan, hai cái to, bốn cái nhỏ, chấm làm cứ tính. Xong rồi con đừng nói giùm mẹ, mẹ buồn. Xong rồi tôi thấy con tôi đổ mắt, tôi cũng khóc. Tôi khóc gì, tôi khóc quá trời luôn. Tôi tìm con tôi lầu 6, sao con không xuống? Tại vì bác sĩ tư vấn cho con tôi rất là nhiều. Tôi cũng buồn, tôi cũng không ăn cái gì hết. Xong tôi nghĩ, tôi thấy tôi bây giờ nó ủa, trong cha Tường điều trị bệnh ung thư ăn cây quả hồng giống của cha, để tôi vô thử. Xong rồi tôi chạy, tôi đi mấy người mà ở đây, ở ta một xã mà khác thôn vô đây. Tôi hỏi bà cũng cho số điện thoại, bà nói là mày xuống Phan Rang, mày bắt xe Liên Hưng có 450, mày vô chỗ cha Tường. Mà tôi chưa cha sanh mẹ đẻ chưa vô miền Tây lần nào lấy đâu tôi biết. Vừa lại tôi bệnh tôi rung nữa. Xong rồi người ta làm cò, người ta thuê xe 7 triệu, tôi mượn tiền người ta 20 triệu, bây giờ đang nợ này. Xong rồi tôi không biết đi luôn. Cùng trong nói mày bác sĩ đã nói ung thư đã chết rồi, mất mới gì đi nữa, không có sống nữa đâu, đã chết. Tôi đi không ai nuôi một kẻ. Xong con tôi sợ tôi chết, con dâu tôi đi theo, tôi đi tới đây xe chở, tôi thấy hoang mang bệnh tôi cũng đi.
là gan tôi tới 6 ký nha mà bệnh nhân. Tôi nghĩ là 6 ký nặng trong bụng, bên nay tôi thấy 50%. Tôi cũng cảm ơn các thầy chú đáo rất là chăm chỉ. Ở dưới đó cũng vận động tôi biết sang ngày mày ở trên này là mày chết, xuống dưới đó là mày sống. Thôi chết tôi cũng cảm tạ Chúa. Tôi xin cảm ơn các thường quân ngoài nước và trong nước giúp mang tay lên để giúp các thầy, thầy điều trị cho bệnh nhân tôi. Tôi xin hết. Giờ tôi xin hát một bản được không? Xin hát. Tôi không có thuộc lắm mà tôi xin lỗi nha. Bệnh nhân tôi vui, bữa nay vừa tôi buồn, vừa tôi nhớ các thầy tôi khóc miết à. Người ta không biết lương tâm đôi trong cổ nó biết sao mày khóc miết. Tôi nhớ thầy Thành, thầy Quý, thầy Tiên, trời ơi tôi buồn quá. Mấy thầy tôi vô đây thầy buồn tôi cũng buồn theo. Cảm ơn Chúa không bỏ mà các thầy đâu, cho tưởng không bỏ. Xin lỗi tôi không hát theo cà kê, tôi hát theo trong tay nha. Bây giờ dù tôi già rồi, dù tôi hát hay không hay, tôi xin bệnh nhân tôi hát vui. Tôi tặng Xuân Dương mới tới, tôi mừng. Bài tôi xin đúng không? Xin lỗi tôi quay bên bệnh nhân. Ai thích hát thì lên với tôi hát. Hello. Tôi rung quá. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng xin Ngài cho con trường đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng xin Ngài yêu con tự Chúa. Từ lâu con chưa biết yêu Ngài, từ lâu con chưa nhận biết Ngài. Ngài yêu con, hứa đơn người Ngài đã chọn con. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người về cùng, làm tay cho người bị điên. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng xin Ngài cho con được đò. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng xin Ngài yêu con được đò. Từ lâu con chưa biết yêu Ngài, từ lâu con chưa nhận biết Ngài. Ngài yêu con, đưa một người Ngài đã chọn con. Xin dùng con đi tới mọi miền, để đem con cho người nghèo hèn, và tấm gương cho người có khoan. Xin về con vào khắp muôn nhà, tặng thưa tham cho người bình tâm, tặng chiếu trắng cho người lành con.